Thưa quý vị, sau gần một tháng triển khai tiêm chủng mũi nhắc lại cho các độ tuổi, nhất là tiêm mũi 4 cho các trường hợp theo hướng dẫn của Bộ Y tế, thì đến nay tỷ lệ người dân đến các điểm tiêm tại Đà Nẵng đã tăng lên đáng kể. Việc tiêm mũi nhắc lại để nâng cao miễn dịch là rất cần thiết ngay lúc này, nhất là khi các biến thể mới liên tục xuất hiện, khiến gia tăng nguy cơ dịch có thể bùng phát trở lại. Thực hiện tiêm mũi 4 vaccine phòng COVID-19, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà triển khai 7 điểm tiêm trên địa bàn, trong đó tổ chức các điểm tiêm ngay tại trạm y tế phường để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân. Sau thời gian đầu còn ít, hiện nay số lượng người dân đi tiêm chủng các mũi nhắc lại đã tăng lên. Đi tiêm những mũi tiếp theo á, thì mình khuyến khích các mọi người là nên đi tiêm, tại vì sau này càng ngày là càng biến chủng càng nhiều, nó càng mạnh, nó càng nguy hiểm nữa. Sau khi dịch bệnh được kiểm soát và chuyển trạng thái thích ứng, tâm lý người dân bắt đầu chủ quan, đặc biệt nhiều người đã mắc COVID-19 thì nghĩ mình không cần tiêm nữa. Để nâng cao nhận thức của cộng đồng, ngành y tế thành phố đã phối hợp với các địa phương để mạnh công tác truyền thông về lợi ích của việc tiêm chủng cũng như sự nguy hiểm của các biến chủng mới. Dưới khu dân cư thì tuyên truyền qua cái nhóm Zalo giữa tổ trưởng tổ dân phố và bí thư chi bộ đối với cái người dân tại khu dân cư đó. Thì với cái tuyên truyền đó, đẩy mạnh cái việc tuyên truyền đó thì trong thời gian vừa qua, trong tháng 6, nhất là trong tháng 6 này á, thì cái chúng tôi tiêm được cái lượng vaccine là khoảng trên 10.000 liều. Ngành y tế cũng sẽ xây dựng các cái kế hoạch tiêm chủng cụ thể hơn với vấn đề địa điểm, vấn đề thời gian phù hợp với từng địa phương, phù hợp với từng đối tượng để đảm bảo sao người dân tiếp cận được các điểm tiêm chủng vừa an toàn nhất nhưng cũng vừa tiện lợi nhất. Sau gần một tháng triển khai đồng loạt nhiều giải pháp, đến ngày 4 tháng 7, hơn 73% người từ 18 tuổi trở lên tiêm mũi 3 và gần 14% tiêm mũi 4. Các bậc cha mẹ có con từ 12 đến 17 tuổi cũng tích cực đưa con đi tiêm mũi 3. Tỷ lệ tiêm vaccine phòng COVID-19 nhắc lại đối với người từ 18 tuổi trở lên của các quận huyện đạt hơn 74%. Theo phân bổ của Bộ Y tế, trong tháng 7 và tháng 8, Đà Nẵng sẽ nhận khoảng 125.000 liều vaccine phòng COVID-19 để tiêm chủng cho cả trẻ em và người lớn. Sau tiêm chủng một thời gian nhất định, thì miễn dịch sẽ suy giảm. Vì vậy, việc tiêm mũi nhắc lại là rất quan trọng để nâng cao miễn dịch, phòng chống các biến thể mới của virus SARS-CoV-2.